Hi, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách cái cài cái bộ wifi, bộ báo trộm này qua hệ thống wifi. Thì đây nó sẽ chạy cái phần mềm của hệ điều hành Tizen Smart, Smart Life thì đều được. Nhưng ở đây mình xài cái phần mềm của Dofa, thì phần mềm đã đăng ký bằng cái số điện thoại thì mình thấy nó ưu việt hơn. Rồi, giờ mình chọn này, mình cài. Khi mình đăng nhập vô thì nó ra cái giao diện như thế này. Bắt đầu mình chọn vô cái dấu cộng, đây mình chọn thêm thiết bị, rồi mình chọn phần chăm sóc. Rồi mình dọn vô cái phần khác đi. Đó. Thì đây. Nó sẽ yêu cầu là mình nhập mật khẩu wifi. Thì mình nhập mật khẩu wifi của nhà mình. Rồi. Trên đây thì mình sẽ vô. Một là mình nhấn cái nút bên hông này này. Nó sẽ có cái nút biểu tượng wifi này. Kích hoạt lên. Mình nhắn giữ, hoặc không là mình sẽ vô đây này. Đây. Đó, nó đang chớp này, nó đang kết nối wifi này, đó. Mình sẽ vô, hoặc cái thứ hai là mình vô trong đây. Mình vô phần này, nó sẽ có phần wifi này, đó, mình chọn. Mình sẽ tích đó. 120 giây. Rồi, nó xác định đèn nhấp nháy. Thì mình thấy cái đèn dưới đây nó nhấp nháy nè, đó. Rồi, mình tìm thiết bị. Đó, mình đang tìm. Rồi. Có vẻ như là sắp được rồi. Đây. Đó, config ok. Rồi, kết nối thành công. Rồi, mình thoát ra. Rồi, mình sẽ thấy vô đây nó sẽ có cái giao diện này. Cái này thì mình muốn đổi tên thì mình đổi. Đây, mình sẽ thấy cái giao diện. Hoàn tất, thành công. Mình chờ một xíu. Nó đang config vô kết nối. Rồi, đây mình sẽ có giao diện này. Tắt báo động này. System disarmed. Bật báo động này. System armed. Kích hoạt khẩn cấp này. System armed. Nó hơi trôi. Nó hơi chói, hơi khô. Nó hơi chói, khó coi. Để mình giảm cái độ sáng, ok. Rồi, mình giảm cái độ sáng xuống một tiêu. Rồi, đây. Vô đây thì nó cũng có cái phần setting cài đặt này, đó. Nó delay này, exit delay này mình ấn để nó bằng 0 này đó. Thì cái thao tác kia mình chọn alarm number là cài này. Nó đang có số điện thoại này cài vô này. Đó. Đó. Nó mình cài trên đây cũng được. Đây. Rồi, bây giờ mình thử báo động này, kích hoạt nó lên. System armed. Rồi mình sẽ mở cái... Giờ mình tắt cái điện thoại đây này. Rồi mình kết hợp báo động bằng remote này. System armed. Đây, nó sẽ thông báo các cái thông báo này. Rồi, cái này thì nó có một cái chức năng nữa là kết nối được với cái còi không dây luôn. Yeah. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người sử dụng sản phẩm hiệu quả.